Bao nhiêu anh chị đã từng đọc những sách cách đây năm rồi? Wow, vào gặp gắn Latin và vui sống. Đọc luôn rồi đúng không rồi? Chúng ta sẽ chia sẻ rất là nhiều về ngài những người lãnh đạo đắc nhân tâm. Trong buổi sáng ngày hôm nay, hai những người lãnh đạo tâm tầm tài. Ai biết về hai người này ạ? Rồi, tuyệt vời. Bây giờ tôi hỏi khó hơn tí nữa. Ai ủng hộ phe bên này vui lòng giơ tay lên? Wow, ai ủng hộ bên này vui lòng giơ tay lên? Tốt, tuyệt vời. Tôi với bà xã tôi gây nhau vì hai ông này. Bà xã tôi về Barack Obama. Xin lỗi, tôi về Trung. Lý do vì sao? Vì cách đây hơn 10 năm tôi từng xem cái chương trình về doanh nhân đầu tiên tên là Apprentice của Trung. Ông ấy nổi tiếng với câu là bạn đã bị sa thải, you are fired. Và tôi đã mê ông ta từ ngày đó. Cái ấn tượng ban đầu đã lưu mình nhớ tới người ta. Và khi bạn đã yêu một ai đó, bạn đã quý ai đó rồi, bạn đã mến ai đó rồi, thì cho dù đôi khi thỉnh thoảng người ta có làm sai một tí, bạn vẫn vô nhi bỏ qua. Đó là việc chúng ta tạo dựng được một cái hình ảnh thương hiệu, gây được dấu ấn trong lòng của những người khác. Cuộc chiến gia đình của tôi vẫn chưa hồi chấm dứt. Đó, mỗi ngày vẫn được nghe là ai làm cái điều tốt hơn. Nhưng mặc kệ, chúng ta phải chọn những gì mà chúng ta yêu thương. Chúng ta tin là chúng ta đủ cái cảm xúc để chúng ta gắn kết một cái thương hiệu. Vậy thì thương hiệu cá nhân là những gì mà chúng ta tạo nên để gây dấu ấn cho những người khác. Chúng ta không có mặt ở các phòng đó. Buổi hôm nay, chiều nay tôi rời khỏi Bắc Kinh, thì tôi chắc chắn biết rằng ít nhiều các chị đây cũng nhớ tới một người tên Võ Thành Đăng, đầu trọc trọc. Đừng nhầm với anh Sinh ngồi kia, nhìn tập đi chăng tôi luôn, đứng dậy cho mọi người ngó cái đi anh Sinh. Chào anh em không? Dạ, anh em rất nghĩa từ Việt Nam ra miền Bắc. Thì lưu lại dấu ấn là điều hết sức là quan trọng, là và cần thiết cho mỗi cá nhân. Và đây là một công thức mà tôi đã đưa ra và đang đi giảng dạy chia sẻ với rất nhiều các chị lãnh đạo và doanh nhân cũng như các bạn sinh viên trẻ. Thì thương hiệu cá nhân bao gồm 5 yếu tố. Cộng 1, chúng ta phải bắt đầu bằng những cái giá trị cốt lõi, nghĩa là bản thân chúng ta có những giá trị gì ở bên trong. Sau đó chúng ta nói tới hình ảnh dáng vẻ bên ngoài. Rất nhiều người chúng ta thường quan trọng về chuyện hình ảnh mà quên mất đi trước khi hình ảnh đẹp thì trái tim mình, tấm lòng mình cần phải được đẹp và được xây dựng trước cả. Đó là tại sao thương hiệu của những người lãnh đạo để bắt đầu bằng chữ là tâm tầm tài mà không bắt đầu bằng chữ nào khác. Tại không có phải là một chữ T tiền đầu tiên mà là cái chữ tâm. Nghĩa là chúng ta cần phải xác định được cái giá trị của bản thân mình, rồi mới đến hình dạng bên ngoài, rồi mới tạo dựng cái uy tín và những cách chúng ta giao tiếp với đội ngũ nhân viên, với người xung quanh để truyền cái cảm hứng cho họ. Và còn quan trọng nữa là cách chúng ta đối nhân xử thế, cách chúng ta giao tiếp với người xung quanh. Và tất cả những cái giá trị này cộng lại thì nó ra được chữ care trong tiếng Anh, nghĩa là sự quan tâm. Đối với tôi đến ngày hôm nay, cho dù tuổi đời vẫn còn nhỏ, nhưng mà tóc thì chắc là ít nhất trong khán phòng này, thì tôi nghĩ rằng cái sự quan tâm mình dành cho chính bản thân mình hay cho người khác thật sự rất quan trọng. Vậy thì các anh chị thường đi máy bay, thường nghe cô tiếp viên nói với cô rất là dễ thương là trong trường hợp khẩn cấp, mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho bạn rồi mới đến người bên cạnh bạn. Ngày nhỏ tôi ngạc nhiên về câu này, vì tại sao tôi không làm cái điều tốt hơn cho người có yêu thương, mà tôi không đeo cái mặt nạ cho cái người mà mình có yêu quý trước mà lại đeo cho bản thân mình trước. Nhưng lớn rồi thì tôi nhận thức rằng mình phải tồn tại, mình phải sống trước đã, mình mới giúp người khác được, mình mới lan tỏa giá trị cho người khác được. Vậy thì trước khi chúng ta quan tâm tới người khác thì các chị phải biết quan tâm đến chính bản thân mình trước, biết làm cho mình đẹp hơn. Ở đây có thân hàng beauty đúng không ạ? Biết làm cho chúng ta sang trọng hơn, biết làm cho chúng ta thu hút những người khác hơn là cần thiết. Vậy thì trước khi quan tâm đến người khác hãy quan tâm đến chính bản thân của chúng mình. Vậy thì thương hiệu của người lãnh đạo thì nó đòi hỏi cao hơn một tí so với thương hiệu người bình thường, là cho muốn tạo một cái danh tiếng, muốn tạo được nhiều người biết tới, muốn để lại dấu ấn, muốn để lại những cái di sản cho cuộc đời này. Chúng ta cần phải tạo ra một cái tên tuổi mà nhắc đến đó để gắn liền một cái thương
công ty mới thành lập, doanh nghiệp mới thành lập thì thương hiệu của người lãnh đạo cần phải được xây dựng càng to. Để chi nhắc tới công ty đó người ta không biết đâu, chỉ có sở kế hoạch đầu tư biết thôi, nhưng người ta sẽ biết tới cái anh giám đốc đó, cái người chủ tịch của công ty đó, đó là linh hồn của cái thương hiệu của cái doanh nghiệp đó. Vậy thì các chị đây, nếu công ty chúng ta vừa được thành lập thì phải xây dựng thương hiệu cho cá nhân mình để trở thành một người nổi tiếng theo nghĩa tích cực, nhá, không dính scandal trên web như ví dụ như vậy. Và dần dần thương hiệu công ty lớn dần lên thì thương hiệu tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo sẽ giảm dần xuống, vì các chị không thể nào sống suốt cuộc đời này chỉ để nuôi cái công ty đó. Đến một ngày đẹp trời các chị cũng phải về nhà lo cho gia đình, vợ con, sống cân bằng, đi chơi khắp nơi và giao công ty lại đó cho thế hệ sau. Vậy thì thương hiệu của người lãnh đạo cần được xây dựng ở lúc đầu thật to và truyền tải nó cho những thế hệ kế thừa. Và quan trọng chúng ta cần phải tạo ra một cái danh tiếng. Và cái câu hỏi rất khó dành cho các chị trong buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì là doanh nhân, các chị mở công ty thành lập doanh nghiệp, vậy thì thực sự các chị mong muốn điều gì? Cái điều chúng ta mong muốn sâu thẳm nhất khi các chị đứng ra mở một cái công ty, vì danh tiếng, vì tiền, vì muốn giúp cộng đồng, vì muốn người thân mình sống tốt hơn, vì muốn đi du lịch, vì gì đó. Vậy thì tôi sẽ dành cho các chị một phút để các chị ngồi đó tự nghiệm lại xem lý do các chị mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo hay trở thành một chủ doanh nghiệp là gì. Lý do thật sự. Một phút dành cho các chị bắt đầu. Khi chúng ta mở một cái doanh nghiệp lên, chúng ta thành một công ty lên, các chị mong muốn điều gì nhất? Muốn cho bản thân mình, muốn cho cộng đồng, muốn cho xã hội này, muốn cho cả thế giới này, hay chỉ đơn thuần là thỏa cái niềm vui từ trở thành một người nổi tiếng? Rồi, tôi nghĩ câu này nó quá dễ với các chị. Dạ, chị muốn chia sẻ đúng không ạ? Chị muốn chia sẻ hay sao? À, rồi sẽ có cơ hội để trả lời câu hỏi vừa rồi. Và chúng ta sẽ có 30 giây để các chị vui lòng chúng ta quay sang người bên cạnh của mình đó và chia sẻ ngay với người bên cạnh của mình cái lý do nào ngày xưa các anh chị đã mong muốn khi thành lập cái doanh nghiệp của mình. 30 giây dành cho tất cả các anh chị ở đây. Hãy quay sang người bên cạnh và chia sẻ vì sao mình muốn. Tiền thì không nói rồi nha. Rồi có anh chị nào mình muốn chia sẻ thử là cái mong muốn của mình ngày xưa nó là gì không ạ? Ở đây có một chị đúng không ạ? Dạ mời mic đến đây một chị đây và đến chị áo tím. Mình sẽ chia sẻ thật nhanh, thật ngắn gọn là vì sao hay tại sao có lý do mình muốn thành lập một cái doanh nghiệp. Wow, cướp cướp sân khấu luôn. Dạ mời chị. Xin chào toàn thể quý vị đại biểu ngày hôm nay. Tôi là Đinh Thị Thu Hà, giám đốc công ty thép Hà Cam, trụ sở tại km 13 quốc lộ 3 thành phố Thái Nguyên. Tôi đi tập đoàn doanh nghiệp trẻ là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Thái Nguyên. Trước khi thành lập doanh nghiệp tôi năm 2004, mong muốn của tôi thứ nhất đem lại cuộc sống cho gia đình, thứ hai cho phường, thứ hai cho xã, thứ ba cho thành phố Thái Nguyên và mang lại quyền lợi cho toàn thể nhân viên công ty khách hàng ăn chúng tôi và có lợi nhuận xây dựng thành phố Thái Nguyên và từ thiện và công tác xã hội. Tôi xin hết. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Trang Nhiệm và chị Đức Lại, chúng ta thay chị đâu. Rồi, bây giờ nè, chúng ta nhân dân lúc này có rất là nhiều hoài bão, chị ước mơ. Bây giờ nãy chị có 3 tháng rồi đúng không? Bây giờ giả sử như bây giờ chị đang đứng trên một con thuyền và chỉ phải bọc bớt đi hai cái còn lại, chỉ giữ lại một cái, một điều mong muốn duy nhất của mình thì sẽ là gì ạ? Đứng xuống một con thuyền trên bãi biển, bây giờ ba điều ước thôi, chỉ còn ước một điều. Chỉ còn điều thôi. Sống và làm việc và duy trì cuộc sống của chính bản thân tôi và để phục vụ cho gia đình của tôi. Được rồi, có nghĩa là thế nào? Cho bản thân thì bây giờ một cháu đã học lớn nha chị ạ. Cảm ơn chị. Rồi, và mời người tiếp theo. Xin chào toàn thể mọi người có mặt trong văn phòng hôm nay ạ. Tôi là Vũ Thị Mai, công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai Đồng Thị ạ. Khát vọng lớn nhất của tôi khi thành lập công ty ạ
của tôi là phát triển thương hiệu đồ gỗ Đồng Kỵ nổi tiếng sau này có thể các năm trồng thì tốt ạ. Dạ vâng ạ. Còn lãnh đạo duy nhất ạ, thì tôi có một quan niệm từ nhỏ là có lợi cho, lợi ích cho bản thân mình ạ, có lợi cho người mua và có lợi cho xã hội ạ. Vâng, đấy là ba cái tiêu chí của tôi ạ, là có lợi cho bản thân mình, hay là có lợi cho người mua, và ba là có lợi cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước ạ. Vâng, xin cảm ơn chị, các chị, cảm ơn các chị về. Bây giờ thì trước có quà tặng thì đặt lên thay chị nha, còn tôi thì hôm nay không có quà rồi. Và cảm ơn rất nhiều. Chắc chắn chúng ta đâu đó thâm thẳm trong lòng chúng ta luôn luôn có những cái điều mong muốn, kỳ vọng. Vậy thì các chị khi về hãy ngồi xuống, đặt bút xuống, viết lại chỉ một điều duy nhất thật sự thôi thúc các chị thành lập doanh nghiệp này vì điều gì, vì ý nghĩa của nó. Chúng ta sẽ sống làm việc dựa trên cái phương châm đó. Vậy thì thương hiệu lãnh đạo sẽ giúp cho chúng ta khẳng định được cái bản thân mình cùng với những giá trị của doanh nghiệp mình đem tới, cũng có thể là truyền cảm hứng. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng. Người lãnh đạo là người phải truyền được lửa cho người khác. Tôi vẫn rất ấn tượng của câu mà trên Facebook của tôi bây giờ vẫn còn ghi là 1.000 ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến mà không hề giảm đi tuổi thọ của ngọn nến đó. Hạnh phúc thì chỉ được nhân lên khi chúng ta sẽ chia. Câu này của Đức Phật nói mà tôi rất ấn tượng. Hãy sống dùng người chia sẻ, sống dùng người lan tỏa, sống dùng người truyền cảm hứng. Và thương hiệu của người lãnh đạo sẽ giúp chúng ta có một sự cam kết. Các chị không thể nào mỗi buổi sáng thức dậy mà hôm nay trời mưa quá, tôi muốn nằm ở nhà ngủ nướng, không được. Sự cam kết là hàng trăm, hàng ngàn nhân viên dưới trướng của các chị khiến chúng ta phải có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình. Và năm cái bước mà chúng ta lưu ý khi chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân, tôi được chia sẻ rất ngắn gọn ở đây là: đầu tiên các chị phải xác định được cái mục đích sứ mệnh của mình, chúng ta vừa thử hồi nãy đó, để chúng ta thực sự muốn làm điều gì. Sau đó chúng ta phải biết được những cái thế mạnh của bản thân mình, hay là những cái điểm mạnh, những cái strength mình cần phải có. Và biết thế mạnh không chưa đủ, phải biết luôn cả những cái sai lầm tiềm ẩn ở đây là gì. Ví dụ như người cầu toàn tốt hay là xấu, tích cực hay tiêu cực, hay các chị, người cầu toàn trong công việc nào tốt thì muốn vào việc hoàn thành, nhưng lại tạo ra chính cái áp lực cho bản thân chúng ta bởi vì quá cầu toàn mà tóc tôi ngày hôm nay chỉ còn như đây thôi. Chắc chắn chút cái gì cũng muốn làm hết. Vậy thì có cái tốt, có cái xấu trong mỗi cái tính cách của chúng ta là những giá trị tiềm ẩn. Và chúng ta phải luôn luôn xem những cái giá trị của bản thân mình có phù hợp với các cái doanh nghiệp mình đang làm hay không. Ví dụ tôi vẫn thường nói vui là tôi muốn mở một cái nhà hàng nhưng mà bà xã tôi không cho, bởi vì giá trị chúng tôi, bà xã tôi là người ăn chay trường. Bởi vì một người ăn chay trường thì không làm mở một cái nhà hàng để ngày ngày ăn gà, ăn thịt, ăn bò. Vậy thì giá trị của bản thân mình ảnh hưởng tới cái mô hình kinh doanh của mình. Bạn không thể mở cái nhà hàng mà trong người bạn là người ăn chay, ví dụ như vậy, thì đó là chúng ta cần phải xem xét vào cái giá trị của bản thân mình so với giá trị của doanh nghiệp. Và điểm cuối cùng, chúng ta phải biết đánh giá, tìm kiếm những cái điểm mù của bản thân. Theo một công thức của John Harry, gọi là cửa sổ của John Harry, có bốn khu vực. Một khu vực là những gì chúng ta biết, tôi biết, bạn cũng biết về tôi, ví dụ như đầu trọc, ai cũng biết hết. Những điểm mà tôi biết nhưng các bạn không biết là những sở thích bí mật của tôi, các bạn không biết được. Và sẽ có những cái khu vực gọi là điểm mù là gì? Những điểm mà khác bạn biết mà tôi không biết. Ví dụ như lỡ bây giờ răng đang có dính một cái gì đó thì tôi không biết nhưng các anh chị biết. Và một cái khu vực cực kỳ quan trọng phải được khai phá là những khu vực mà tôi không biết và các anh chị cũng không biết về bản thân mình luôn, là những khu vực, những giá trị tiềm mẩn chưa được khai phá. Bởi vì người lãnh đạo chúng ta cần phải phát triển và phân tích để tìm thấy được những cái giá trị này. Và tôi hy vọng là cái người chia sẻ sau tôi của chị Vân sẽ chia sẻ nhiều hơn cái cách chúng ta xây dựng cái thương hiệu. Vậy thì để chốt được cái ngày hôm nay ngắn gọn, tôi vẫn thường thấy cái hình ảnh của con chim đại bàng. Mỗi khi con chim đại bàng biết cơn bão sắp tới, nó làm gì ạ? Không như những loài chim khác tìm được phương nam cứu bão hay tìm những gốc cây để trốn tránh cơn bão đó, mà chim đại bàng sẽ cảm nhận được những cái luồng khí sắp tới, nó sẽ dang đôi cánh rộng ra
bay lên cao hơn cả cái cơn bão đó để tận dụng cái sức gió của cơn bão đẩy nó càng bay cao và bay xa hơn. Cái hình ảnh con đại bàng đó giống như hình ảnh của những người dân dân, giống như thương hiệu của những người lãnh đạo. Chúng ta luôn luôn biết trước được sức mạnh của mình, biết được những gì sắp xảy ra để chúng ta có thể vươn cao hơn và vươn xa hơn. Và rất mong sẽ có cơ hội khác để chia sẻ thật nhiều hơn với các chị ngày hôm nay để